nói tới Bitcoin đó thì đương nhiên ngày hôm nay giá cả đó có cái sự đi xuống một chút thì nhiều bạn sẽ muốn biết là tình hình on chain như thế nào thì chúng ta sẽ không nói nhiều về on chain ngày hôm nay nhưng mà thường chỉ muốn chia sẻ thông tin căn bản là cái số lượng Bitcoin ngày hôm nay nạp vào và rút ra đó có nhiều hay là không thì cũng như những ngày trước đó thường chuyển qua cái nến giờ để các bạn thấy được là những cái thanh này đó một thanh một giờ thì các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng không có nhiều cái sự thay đổi à, trong dòng 24 giờ qua các bạn thị trường cũng khá là im lặng. Có những Bitcoin nạp vào và rút ra nhưng mà trên căn bản không có gì gọi là quá đặc biệt hết so với là những cái thời gian trước đó. Ngày hôm nay, ngày hôm qua thật ra trong thời gian 2 ngày qua rất là im lặng. Cái số lượng Bitcoin lên sàn rút ra đó à, không có nhiều và chúng ta thấy được là nhìn vào tài liệu đó thì nhìn xa hơn thì rất rõ ràng là các bạn thấy là từ ngày 25 tới tháng 7 đó đã có một cái đợt là cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn rất là nhiều và thống kê cho thấy đó là bây giờ ra trong vòng 30 ngày qua cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn là 111.033 Bitcoin các bạn thấy được đây là cái số lượng rời khỏi đây là con số rất là lớn trong lịch sử của Bitcoin có thể nói được là tình hình á nhìn chung thì trong vòng một tháng qua giá cả nó từ từ hồi phục lại nhưng mà cái số lượng bitcoin đó thì tiếp tục bị rút ra khỏi sàn chứ không phải là nạp vào có nghĩa là chúng ta không thấy dấu hiệu chốt lời mạnh hay là dấu hiệu bán mạnh mà chúng ta thấy được là giá càng tăng trong vòng 25 ngày qua 26 ngày qua thì cái số lượng bitcoin càng ngày càng được rút ra khỏi sàn chứ không phải là ngược lại đây là cái điều rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi chúng ta nhìn vào những tài liệu on chain. Thì nói tới đây đó các bạn thấy được là một trong những tỷ phú nổi tiếng đó chính là tỷ phú đầu tư huyền thoại Bill Miller. Bill Miller một người mà rất là ủng hộ Bitcoin và ông ta nói đó, trong cái cuộc phỏng vấn với Business Insider thì Bill Miller đã nói là ông ta đã mua Bitcoin từ khi Bitcoin chỉ có là 200 đô mà thôi nghĩa là nhiều người cho là có thể năm 2015 đó là lần cuối cùng mà chúng ta thấy giá Bitcoin mức là 200 đô thì Bill tuyên bố đó là cái giá trung bình một Bitcoin ta mua đó là chỉ khoảng 500 đô mà thôi có nghĩa là ông ta mua theo cái dạng trung bình giá đó nhưng mà chi tiết như nào thì đương nhiên là không có chia sẻ cho mọi người biết thì hiện bây giờ giá Bitcoin là khoảng 44-45 ngàn thì lợi nhuận của Bill Mueller có nghĩa là khoảng 9 ngàn phần trăm thì Câu hỏi bây giờ là Bill Mueller có là một hodler lưu trữ lâu như vậy hay là không? Tôi thấy là nhiều bạn thì cảm thấy là lợi nhuận cao như vậy đó chỉ cần mua lưu trữ là được Nhưng mà trên căn bản không phải dễ dàng như vậy Các bạn thấy được là à, các bạn gồng lỗ đó đã khó mà gồng lời còn khó hơn nữa Nhưng bạn nào mà đã cùng thuận cáp đồ chạy của mùa đông crypto đó mà thích lũy Trong vòng mấy năm qua đó và trong vòng 2 năm Mới đây, trong vòng hơn một năm mới đây Khi mà giá cả tăng trưởng mạnh ấy, Mà các bạn không bán, cứ lưu trữ lưu trữ Cái cảm giác đó, đó, cái cảm giác mà gồng lời Nó còn khó hơn để gồng lỗ Tại vì các bạn không muốn bán quá sớm Sợ bán rồi giá lại tiếp tục tăng nữa à, Đó là một trong cái cảm giác Rất là khó chịu Và không phải ai cũng có thể là lưu trữ bitcoin lâu như vậy Mà thấy giá tăng 100%, 200%, 1000% Mà không bán Mà giữ tới bây giờ Cho nên chúng ta chỉ không biết được là Bill Miller bây giờ còn giữ Bao nhiêu bitcoin mà thôi Thì khi mà chúng ta nhìn về quá khứ, đó, cái gì cũng dễ hết. Như là các bạn thấy được là nhiều bạn thích nhìn về năm 2017 đó. Thì nói là cái thời điểm đó quá dễ. Chỉ cần là các bạn mua Bitcoin, mua Bitcoin thì giá cứ tăng. Và giá cứ tăng, và giá, giá cứ tăng như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà không phải như vậy. Khi mà các bạn zoom vào đó, các bạn sẽ thấy được là cái thời điểm của năm... 2017 đó chúng ta có 6-7 lần giá bitcoin xuống mạnh từ 30 tới 4% và rất nhiều người rời rời khỏi thị trường những cái thời điểm đó, trong khi mà sau đó giá cứ tăng và giá cứ tăng. Cho nên nhìn uh, trở lại đây các bạn thấy được là chúng ta thấy giá bây giờ đã tăng tới 44 784 rồi. Thì nhìn vào năm 2007 các bạn thấy được là cái uh, biểu đồ này đó cái sự tăng trưởng và giảm nó không có nhiều Nhưng mà cái thời điểm này rất là lớn khi các bạn zoom vào Bây giờ cũng vậy mà thôi các bạn nhìn thì các bạn theo dõi hàng ngày các bạn thấy được là giá quá dao động Nhưng mà sau này khi mà Bitcoin là 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn Thì khi mà các bạn nhìn lại cái thời điểm năm 2020 và 21 này đó Những cái đợt tăng giá xuống giá đó các bạn thấy nó rất là nhỏ Nó giống như là một cái gì đó mà rất khó thấy trên thị trường mà thôi Cũng như bây giờ chúng ta nhìn lại năm 2000 13 hay là trước đó nữa thì các bạn thấy là những cái đợt mà tăng giá mạnh rồi đi xuống 80% nó hầu như không còn thấy trên biểu đồ nữa. Tại vì sao? Tại vì giá Bitcoin trong thời gian dài hạn đó tăng rất là nhiều. Cho nên đó lý do tại sao mà thường ít có quan tâm đến là cái giá cả trong thời gian hàng sẽ ra sao. Tại vì các bạn có thể biết là thuận đầu tư lâu dài và trung bình giá là cái chiến lược mà khiến cho thuận ngủ dễ hơn. Thường đã chia sẻ rất nhiều về chiến lược trung bình giá với các bạn trong nhiều video khác nhau. Bây giờ thì thường muốn chuyển qua để mà nói về một cái thông tin nó nổi bật hơn ngày hôm nay Đó chính là thông tin liên quan tới Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Và ngày hôm nay đó các bạn cũng đã biết là cũng là một cuộc họp thường đó thì cái uh, bộ uh, dự trữ nước bang của Hoa Kỳ nghĩa là Fed đó, thì họp rất thường xuyên và mỗi lần họp lên thì chúng ta thấy được là những cái gì được nói đến trong cuộc họp thì được chia sẻ với mọi người thì ngày hôm nay đó nhìn vào những gì được nói tới tháng 7 đó thì có một điều mà nhiều người nói tới ngày hôm nay đó là Fed cho là bây giờ đó đã bắt đầu tới lúc mà nghĩ đến việc là Fed bắt đầu giảm đi cái số lượng tiền dùng để mà mua lại trái phiếu ở trong thị trường thì vì này là như thế nào thì thường chia sẻ với các bạn Khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì Fed có nghĩa là Cục Diễn biến của Hoa Kỳ đó Họ đã làm rất nhiều điều Điều đầu tiên họ làm đó chính là giảm lãi suất nhanh chóng hai lần Đẩy lãi suất xuống bây giờ chỉ còn từ 0 tới 0,25% mà thôi Thứ nhì nữa là đưa ra những cái chiến lược để mà hỗ trợ thị trường Bằng cách là bơm tiền vào những công ty theo cái cách là mua lại trái phiếu của họ để những công ty này không bị phá sản khi mà dịch bệnh xảy ra tại vì lúc đó ảnh hưởng rất lớn đối với thu nhập của nhiều công ty thì đây là hai điều lớn mà fed đã làm hai điều này cũng đều nhằm thúc đẩy sự phát triển đương nhiên giảm lãi suất để mà thúc đẩy cái sự đi vay hay là những công ty có thể vay với cái mức giá thấp hơn để làm gì để họ có tiền để mà trang trải và phát triển trong thời gian dịch bệnh tại hoa kỳ những người à, như là thuộc người các bạn có thể đi mượn tiền ngân hàng để mà đi mua những tài sản như là nhà với cái à, mức lãi suất thấp để làm gì để thúc đẩy à, cái ngành bất động sản của hoa kỳ trong thời điểm đó vân vân thì những điều này đó đã dẫn đến một trong những cái sự tai hại đó chính là lạm phát tăng cao Điều này thì hầu như là ai cũng đã biết rồi Chỉ là thời điểm đó, đó khi chúng ta nói cái đây một năm nên thì nhiều người không thấy được cái lạm phát xảy ra Cho nên thấy là có thể là không có Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là cho đến ngày hôm nay Tháng 8 của năm 2021 rất rõ ràng là vật giá đã leo thang Những mai nào mà đi chợ hay là đi mua sản phẩm hàng ngày đã cũng đã biết là vật giá leo thang như thế nào Và đương nhiên thường chỉ đành về Hoa Kỳ mà thôi nhưng mà nghĩ là cả thế giới nơi nào cũng tương tự như vậy mà thôi thì đây là một trong những cái lập luận mà nhiều người cho là thúc đẩy cái sự phát triển mạnh của Bitcoin và tiền kỷ luật số tại vì Bitcoin nói riêng đó là tài sản lưu trữ giá trị và câu chuyện mà Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị đó đã có cái sức mạnh từ đó khi mà dịch bệnh xảy ra cho tới bây giờ và đó cũng là những điều mà được nói đến bởi Michael Saylor thì một điều khác nữa đó chính là Fed bơm tiền vào trong thị trường Và cái số tiền này đó khá là lớn à, Có thể là các bạn cũng nên nhớ thường đã từng chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ đó nha Mỗi một năm là Fed là dùng 120 tỷ đô la mỗi một tháng Chứ không phải là một năm, có thể là đã nói lộ mới đây Là mỗi một tháng là Fed dùng 120 tỷ đô la Để mà mua lại trái phiếu và mua lại những cái tài sản cổ phiếu được thế chấp bởi bất động sản thì để nói rõ hơn đi thì mỗi một tháng này đó 120 tỷ này đã dùng để mà mua lại công trái phiếu thì đương nhiên là trái phiếu à, được phát hành bởi chính phủ của Hoa Kỳ để mà đưa tiền cho chính phủ Hoa Kỳ để mà họ dùng để mà hỗ trợ kinh tế vân vân còn phần còn lại đó là họ dùng để mà mua lại những cái chứng khoán có liên quan đến bất động sản có nghĩa là thường đó những công ty mà cho vay để các bạn có thể lấy tiền để mà mua bất động sản đó thì đương nhiên là họ cho các bạn vay họ sau khi mà thành công làm loan xong cho các bạn đó thì cái loan đó cái nợ các bạn đó sẽ được bán cho công ty khác để làm gì để họ có thể lấy tiền của họ à, trở lại đương nhiên họ bán thì họ sẽ cộng thêm một phần tiền lời trong đó tại vì sau này đó các bạn trả tiền hàng tháng sẽ trả cho công ty mới chứ không phải trả cho họ họ lấy tiền của họ để cho người khác vay chứ nếu không thì lấy tiền đâu mà họ cứ cho nhiều người vay như vậy thì những công ty đó đó họ sẽ mua nhiều những cái nợ bất động sản rồi sau đó họ sẽ hợp những cái nợ này lại với nhau rồi à, làm một cái quỹ sau đó là bán cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán vân vân hay là bán trên nhà đầu tư riêng lẻ thì đó là những cái loại cổ phiếu mà được thế chấp bởi nợ bất động sản thì fed cũng tiếp tục đi thu mua mỗi một tháng đây là một những lý do tại sao mà người ta nói là cộng với lại cái việc lãi suất thấp đó khiến cho bất động sản của hoa kỳ tăng trưởng một cách kinh khủng trong thời gian là hơn một năm qua tại vì bây giờ đó thì họ cứ cho vay và có thể bán dễ dàng cho nên họ sẽ dễ dàng cho vay hơn để thúc đẩy nhiều người vay hơn và lãi suất thấp thì nhiều người lại muốn vay vân vân và đương nhiên nhiều người có thể vay được nhiều tiền thì sẽ dẫn đến bất động sản tăng cao nhưng mà cái mà chúng ta để ý đây đó để các bạn nên hiểu là mỗi một tháng Fed trong thời gian là hơn một năm qua đó mỗi một tháng là bơm 120 tỷ vào trong thị trường này mà các bạn cũng đã nhớ là cái số lượng tiền trong thị trường này đó, thị trường crypto này các bạn thấy được là tổng vốn hóa của Bitcoin chỉ có 846 tỷ mà thôi Ethereum chỉ có 355 tỷ mà thôi và cả thị trường crypto này chỉ có 2.000 tỷ mà thôi mà trong khi chúng ta chỉ nói riêng một phần nhỏ của Fed mà thôi mà mỗi một tháng đã bơm 120 tỷ thì các bạn có thể thấy được là Thị trường này đó đừng có ai nói với thuận là bịch 100 một trăm ngàn đó là một con số ảo tưởng các bạn thấy được là cái này mới là một con số ảo tưởng 120 tỷ đương nhiên bây giờ fed đã có quá nhiều giấy nợ được ghi tại vì khi mà họ mua đó thì họ đương nhiên là in tiền đưa cho cái nơi mà họ mua trái phiếu hay là những cái cổ phiếu liên quan tới bất động sản này rồi sau đó đó họ sẽ để những cái vật này vào trong cái ngân sách của fed với cái dạng là tài sản để mà cân bằng ngân sách cho nên các bạn hay nghe nói tới cân bằng ngân sách hiểu đơn giản là họ in tiền ra họ đưa cho cái nơi mà họ mua cái giấy nợ sau đó họ lấy giấy nợ đó họ để vào trong ngân sách kế toán của họ và họ cho đó một loại tài sản thì tới bây giờ đã có quá nhiều giấy nợ cho nên họ muốn là bắt đầu đó, là khoảng chừng là sớm nhất là cuối năm nay họ sẽ ngưng cái chương trình này nghĩa là sẽ không tiếp tục hỗ trợ nữa và chỉ cần Fed nói như đó thôi thì các bạn thấy là ngày hôm nay đã chứng khoán Và ngày hôm qua cũng vậy, chứng khoán đã đi xuống 2 ngày liên tục à, tại Hoa Kỳ Như là các bạn thấy được ngày hôm nay Thì kết thúc đó, chỉ số Dow Jones đã xuống 382 điểm S&P đã xuống 47 điểm Và Nasdaq đã xuống 130 điểm Và hôm qua cũng đã xuống rồi Thì đây là một trong những điều các bạn thấy được là chỉ cần là Fed muốn ngưng thôi Thì đã dẫn đến thị trường như vậy Và... Fed có ngưng hay không thì chúng ta không biết Nhưng mà Fed đã nói rất rõ là cái việc là ngưng 120 tỷ một tháng này đó là không liên quan đến cái phần trăm lãi suất Phần trăm lãi suất vẫn sẽ tiếp tục giữ thấp à, Và giữ thấp trong một cái thời gian dài hạn Và đương nhiên các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó thì dịch bệnh lại bùng nổ nữa Thường không nghĩ là Fed sẽ dễ dàng mà ngưng cung cấp 120 tỷ này Và cái số lượng tiền đã in ra trong thời gian một năm qua cộng với lại trước đó nữa thì các bạn đã thấy là cái số tiền in ra bao nhiêu thì đương nhiên lạm phát sẽ cao như thế nào và đương nhiên đây liên quan trực tiếp với những cái lý do tại sao chúng ta tham gia vào thị trường Bitcoin là tại vì đó một tội tài sản để mà chống lại phần trăm lạm phát lạm phát sắp sửa đối với thuận là sẽ phần trăm rất là cao và Fed sẽ không có quản lý được đâu đối với thuận là như vậy tại vì Fed lúc nào cũng nói là đừng lo đến phần trăm lạm phát hiện bây giờ tại vì phần trăm lạm phát hiện bây giờ đó Fed gọi là một phần trăm lạm phát tạm thời tại vì đó họ nói là những cái à, vật dụng đó, thì nó tăng giá tại vì liên quan tới dịch bệnh tại vì đó là nhu cầu thì cao nhưng mà di chuyển hàng hóa khó khăn tại vì liên quan tới dịch bệnh tại vì đương nhiên hàng hóa phải được di chuyển từ nơi này tới nơi khác phải được à, xuất nhập khẩu vân vân à, vì lý do đó cho nên những cái hàng hóa nó mới có giá cao nhưng mà khi mà dịch bệnh đã xong rồi thì mọi chuyện cho nên như cũ đó thì những cái hàng hóa nó sẽ trở lại như là cái mức bình thường thôi thì không nghĩ như vậy cho nên thường thì tiếp tục tích lũy Bitcoin trong thời điểm này Và một điều khác nữa mà Fed nói tới đó Đó chính là những đồng stablecoin Thì đây là một chuyện điều mà cũng không gì gọi là lạ Tại vì các bạn cũng đã biết là Fed đó, thì muốn uh, đưa ra một cái đồng cho quốc gia Hoa Kỳ Đồng CBDC đó, nghĩa là tiền thuật số của quốc gia Hoa Kỳ Bây giờ đó thì Fed vẫn tiếp tục chờ đợi xem quốc hội có ý nghĩa như thế nào Nhưng mà Fed đó, thì lại nói là vẫn đang tìm hiểu để có thể đưa ra một đồng CBDC cho Hoa Kỳ thì đây đương nhiên là một đồng mà dựa theo đồng đô la nghĩa là một đồng ổn định chứ không phải là một đồng mà lên xuống như là Bitcoin và trước đây đó thì chủ tịch của Fed đó chính là Jerome Powell thì chủ tịch Jerome đó thì đã nói là khi mà có tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ đó thì không cần crypto nữa crypto sẽ coi như lỗi thời và đương nhiên cái câu nói đó đã được đăng bởi nhiều bài báo và thời điểm đó đó thường đã chia sẻ với các bạn là một ngày sau đó khi mà chủ tịch Fed uh, ở quốc hội của Hoa Kỳ đó để mà trả lời một số câu hỏi đó thì chủ tịch Fed đã đứng chính lại là tiền kỹ thuật số của Hoa Kỳ đó chỉ làm cho những đồng stable coin lỗi thời mà thôi chứ không có liên quan đến Bitcoin và những tiền kỹ thuật số khác à, tại vì đó vẫn là một cái đồng ổn định thì các bạn nghĩ sao thường thì nghĩ là có cái cơ hội cao đó là khi mà có tiền kỹ thuật số của quốc gia của Hoa Kỳ rồi thì có thể những công ty như là USDC, USDT những công ty mà có những đồng ổn định đó, thì có thể là họ sẽ khó vận động ở Hoa Kỳ tại vì người ta sẽ tin đồng CBDC hơn Nhưng mà một câu hỏi khác nữa là tiền thuật số của Hoa Kỳ sẽ nằm trên mạng lưới nào làm sao để có thể kết hợp được với lại những nền tảng DeFi kết hợp lại với những cái hợp đồng thông minh vân vân và đây vẫn là những câu hỏi mà không có câu trả lời và khi các bạn nghĩ đến là bây giờ đó Trung Quốc và nhiều quốc gia họ muốn đưa ra tiền kỹ thuật số cho quốc gia thì sẽ ra sao? Các bạn thấy được là đương nhiên là giữa quốc gia này quốc gia kia đã sẽ di chuyển tiền bạc qua lại bây giờ thì dùng ngân hàng nhưng mà sau này đó giống như là Trung Quốc sử dụng một cái thuật toán riêng để mà có tiền kỹ thuật số quốc gia của họ và quản lý tiền kỹ thuật số quốc gia của họ nhưng mà bây giờ đó Hoa Kỳ lại dùng một thuật toán khác nữa và Canada thì lại dùng một thuật toán khác nữa thì sẽ như thế nào làm sao mà cả thế giới có thể là nằm trên một mạng lớp blockchain được đây vẫn là một vấn đề nan giải cho nên việc mà đưa ra tiền cơ số quốc gia đó không đơn giản như là nhiều bạn nghĩ và nhiều bạn vẫn hỏi Thuận là khi mà có tiền cơ số quốc gia thì lúc đó uh, crypto như thế nào tôi không nghĩ là liên quan gì đến những đồng như là bitcoin hay ethereum hết tại vì tiền cơ số quốc gia vẫn là một cái tiền dựa theo đồng fiat dựa theo tiền pháp định chứ không liên quan gì đến những cái loại tiền phi tập trung như là bitcoin hay là ethereum hay là những đồng khác